Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành công văn số 4209 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm nay và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2022, tỷ lệ giải ngân của thành phố phải đạt trên 90%. Trong quá trình thực hiện tăng cường công tác kiểm tra phối hợp và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc điểm nghẽn để nhanh tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân năm 2022, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, các nội dung dược thẩm quyền có báo cáo đề xuất cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết theo quy định.